Rồi, em mổ cái đầu nó ra để xem bê tông luôn mọi người. MS 260 nha, 50.2cc. Con này hình như chắc là 45 ly. Con này em bữa có quay rồi nha, nhưng mà chưa mổ bô. Cái tay của nó mấy Nhật rồi nó chưa tác nè. Này là hàng mấy Nhật cái dùng rồi nó xử lý nha. Chế đồ còn zin hết nha. Chuông đồ còn này. Còn... này giống như sức cao su như này. Cái cao su như này chắc cái sức cao su ấy. Sức cao su nên nó buộc cái dây. Nắp tiền không có nắp nhớt. Bô nó kia, mở bô đây. Đây. Quay cho em xem. Đây là cái nắp. Trong nó còn cái lớp bao nhiêu sinh pha nhớt không? Này nói chung là nó có xước nha mọi người nha. Nó có xước. Xì, cái xả áp. Thôi, bán xác đi. 2 triệu nha mọi người. Rồi, đầu này 2 triệu nha, bán xác. Anh em nào làm thì chốt nha. Bán xác nha. 2 triệu nha mọi người nha. Không bao ship thôi.